Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới đã có bài viết giới thiệu về đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023. Theo đó, FIFA đánh giá cao tài cầm quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung với những thành công cùng đội tuyển nữ Việt Nam, rằng ông đã tạo nên một đội bóng kết hợp giữa khả năng chơi kỹ thuật đầy ấn tượng và tinh thần tập thể mạnh mẽ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung linh hoạt trong lựa chọn chiến thuật nhằm hạn chế điểm mạnh của đối phương và phát huy tối đa khả năng của các học trò. FIFA dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong các trận đấu tại World Cup, chỉ để một mình Huỳnh Như ở tuyến trên. Liên đoàn bóng đá thế giới cũng đề cao khả năng của Thanh Nhã, coi đây là tài năng trẻ đầy hứa hẹn, cầu thủ đáng xem của đội tuyển nữ Việt Nam. Có từ giờ đến giờ của Eto ấy, đội thằng người dân quyết.